Mà cho anh mượn này em ạ. Chị cười. Này, trong cái phần này thì em sẽ chia sẻ rộng ra cho bên ngoài biết cái cách mà coi tài khoản, rồi cách mà test những cái sau này đi nhận của ai mà test chiến lược và test sàn. Cái này em muốn cho bên ngoài nó rộng rãi nó biết. Cái khả năng trong thời gian tới em sẽ không còn trading nữa, nên em cũng chia sẻ trước. Dạ, yeah, phải em có những cái việc khác em sẽ phải làm. Dạ. Yeah. Mọi người không ấy thì tắt tắt bật wifi tắt máy đi dùm em nhé, để em live stream cho nó này nhé, tắt dùm em bớt cái máy đi. Chia sẻ mọi người tại sao trong thời gian qua thì mọi người trên thị trường này chết rất là nhiều, bởi vì do có phải là nhỉ, những cái kiến thức hoặc là những cái chia sẻ kinh nghiệm ở các nơi khác đó nhỉ, mọi người không thấy được cái giá trị mà thực tế trên thị trường này có đúng không ạ? Điển hình như trong hội em nói hẳn rất là nhiều, tại sao hội của website của em ấy thì tập trung được rất là nhiều các cái nhà đầu tư mà không phải là nhà đầu tư mới đâu, toàn những nhà đầu tư, nói chung là có những người có cả thâm niên ở trên thị trường này rất là lâu, có những người vào thị trường này 12 năm là trước em rất là nhiều, và có những anh mà để đi thi mà được giải ba trên diễn đàn vàng Sài Gòn đấy cũng về học em đấy. Thì có đơn giản một thứ nhỉ, em cũng giống như mọi người trong thời gian ban đầu khi mà bước vào thị trường này, do mình chọn nhầm thầy thôi, tại vì ai mà chẳng vậy. Thì thật sự ra thì nhỉ, mình chọn nhầm hay không nhầm thì do bản thân mình hết, bởi vì thật sự ra những cái kiến thức mà mình học ở đấy có thể nó mắc hơn chút xíu, nhưng mà mắc hơn đấy là gì, đó là cái kiến thức căn bản, có đúng không ạ? Mà mình nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình kiếm được tiền ở trong cái thực tế. Chính vì thế mà gì nhỉ, mình đã sách ra, mình đóng hội và mình sách ra mà mình sử dụng tài khoản thật của mình vào trong thị trường này. Em cũng như thế, em đã từng ôm vợ em mà để vào gì nhỉ, đến lúc mà em sợ đêm đó em mất hết tiền và em nghỉ làm ở công ty chính luôn đó. Và thì nhà em mất hết tiền rồi, bây giờ thì ai lấy ra mà để có thể mình trang trải được cuộc sống của bản thân mình? Có phải khi mọi người vào trong thị trường này ai cũng muốn là chỉ có một khoản tiền một ngày có thể kiếm thêm 2 hay 50 đô đúng không? Nhưng mà có ai có nghĩ rằng thì nhà tổng tài sản của mình hàng chục triệu, hàng trăm triệu mất một cách nhanh chóng không ạ? Không ai nghĩ đến, bởi vì thị trường này họ luôn luôn cho mọi người thấy một cái là nhà chỉ có giá trị ảo, là gì nhỉ, giá trị cho mình thấy là giá trị kiếm được tiền là bài toán thuận. Vậy thì bài toán nghịch ở trong đầu tư nó là gì? Bài toán nghịch ở trong đầu tư đó là thua lỗ như thế nào trên thị trường này? Có đúng không ạ? Người ta không cho mình thấy. Và đây nhỉ, nó phải ra ngoài tất cả mọi người sẽ thấy một thứ nhỉ? Không có được một thứ nhỉ, họ cho mình thấy là nhỉ, giá trị năng lực của họ có làm được hay là không được làm được. Em chỉ hỏi chị một thứ, chị đi làm ở đâu, chị tuyển nhân viên thì chị có phải đánh giá năng lực của cái nhân viên đấy không? Rồi chị xin vào công ty nào đó chị cũng phải có năng lực thì chị mới phù hợp với chỗ đấy, người ta mới nhận mình chứ. Thì tại sao cái người thầy khi mà họ đi ra chia sẻ cho mình, họ không chứng minh được cái năng lực đấy? Tại sao tất cả anh chị em ở đây có những người mất tài khoản đến nhờ em cứu, có những người trong thị trường này cũng hơn cả em. Ví dụ như anh vào thị trường này hơn em đấy, 12 là hơn em đến 14 em mới vào thị trường này. Em nói hả, 24 tháng 5 năm 2014 em mới đặt chân vào trong thị trường này, nhưng không quá 3 tháng em là người kiếm được nhiều tiền ở thị trường này. Và thì nhờ ngày mùng 1 đâu, ngày 26 tháng 1 năm 2015, khóa học đầu tiên của em diễn ra trên thị trường này. Vậy thế bước vào thị trường này nhanh không ạ? Và khóa học đấy, học viên từ đâu đến? Từ chính người thầy cũ đầu tiên mà đồn em đi lừa, tất cả học viên đấy về để học em hết đó. Mà mọi người biết không, người ta dạy 10 khóa mà học viên của 10 khóa đấy đi theo em hết.
Tại sao họ họ tin tưởng, họ đi theo em, họ biết em mới vào nghề mà họ đi theo em? Chỉ đơn giản 6 tháng liên tiếp em cho lệnh cho họ test ở trên thị trường này đúng hết, thế nên họ đi theo em. Còn đâu chị Hạ, chị Thắm có phải lên thấy rõ tài khoản của em không? Có phải chị là hai chị là đến cho em cứu tài khoản không ạ? Và đến thấy rõ năng lực này của em thì bên đấy hôm nay chị học ở các nơi khác hoặc là đã tham gia thị trường rồi và thấy rõ các tài khoản giao dịch của em và em chơi thế nào, chơi livestream nào thì mọi người thấy rõ. Em chỉ có mỗi thứ là sau này em gặp những cái người mà đã hướng dẫn cho em thật sự được ở trên thị trường này, họ cho em coi tài khoản của họ. Và gì nhỉ? Và sau này dần dần em mới hiểu rõ ra một vấn đề nhỉ, là chỉ có người nào làm được thật họ chia sẻ và mình về mình phải tập luyện mình mới có thể chơi được. Trong những thời gian ban đầu của năm 2015 em chỉ chơi được một phương pháp thôi, đó là bắt đỉnh và bắt đáy ở trên thị trường. Mọi người biết không, em đánh suốt 3 tháng liền không một lần lỗ, tài khoản em có sâu trên web. Và em chỉ có tập một thứ, tập đi tập lại, tập đi tập lại. Và không phải như ban đầu mọi người đâu, là vì nhà sẽ cho rằng tài khoản demo không nói lên giá trị gì. Em chỉ nói hẳn trong thị trường Forex hoặc thị trường chứng khoán hoặc bất kỳ thị trường nào mà cho mình tập demo thì tại sao mà mình không lấy giá trị đó ra mà làm demo mà mình còn không giữ được thì lấy gì đâu mà ra giá trị thật mà mình có thể giữ được, có đúng không ạ? Ai cũng thế, nói rằng demo không có cảm xúc. Em chỉ nói hẳn cảm xúc khi mà mất tiền hết những số tiền mà mình phải tích góp mỗi một tháng bao nhiêu tiền ở trong cả khoảng thời gian dài. Vậy thì mọi người sợ hãi không? Em nói hẳn tiền đóng vào các khóa học mất có thể là gì nhỉ? 20 triệu, 1.000 đô, 30 triệu, 50 triệu, 100 triệu. Nhưng mà còn không có nhiều bằng số tiền là mất tai hại nhất là đằng sau các khóa học đấy mà mọi người không đánh giá được rõ ràng giá trị về năng lực của cái khóa học đấy. Mất đằng sau đấy nhiều không ạ? Em nói là mất ở đằng sau đấy là gì nhỉ? Người ta sẽ đi nhờ dạy mọi người xong 2-3 ngày sau ra bắt đầu kêu mọi người mở tài khoản 100-200 đô hoặc có những nơi người ta sẽ hướng dẫn mọi người thì nhà sẽ cho mọi người một cái tài khoản 50 đô. Thực ra đấy toàn bộ tài khoản đấy là tài khoản mồi hết, để mà bắt đầu mà nhỉ? Mọi người chết đấy. Nó phải các thầy đấy người ta mới tương tác vào mọi người nhỉ? Phải mở tài khoản lớn hơn không? Tài khoản phải lớn đánh cả giá trị lệnh nhỏ thì lúc đấy có thể kiếm được tiền không? Nhưng mà mọi người quên rằng một thứ nhỉ, khi mà mọi người chưa kiểm soát được các giá trị này trên thị trường, tài khoản lớn bao nhiêu vào lệnh nhiều bấy nhiêu sẽ tương đương cả tài khoản. Và cuối cùng chỉ đây nhỉ, kiếm những đồng tiền rất là nhỏ và mất đi những khối tài sản rất là lớn. Em không có làm như vậy nha. Tất cả trên thị trường này chỉ có mỗi một thứ đây nhỉ, em tiết kiệm từng bit một ở trên thị trường. Bởi vì vấn đề nhỉ, nếu mà một bit ở trên thị trường đánh 0.01 có nhiều tiền không? Không nhiều đúng không ạ? Nhưng đánh thử 100 bit ở trên thị trường có nhiều không ạ? Rất là nhiều. Và đi nhà em tiết kiệm từng bit một ở trên thị trường, chính vì thế em mới mang được tiền về trên thị trường. Và sẽ có những cái mà gì nhỉ, quản trị vốn, phân bổ vốn như thế nào trong bài ngày hôm nay em sẽ chia sẻ. Nhưng trước tiên ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người coi để đánh giá được cái tài khoản và năng lực của các cái người mà gì nhỉ, cho lệnh ở trên thị trường này như thế nào và các tài khoản giao dịch lai tận là như thế nào. Nên mọi người nhìn vào đây cho em thấy thì khi mà anh em mình ở trên thị trường, tại vì em đã bị cái trường hợp này rất là nhiều rồi, có người sẽ lên trực tiếp của em và lấy tài khoản của em ra đi để đi sale các khóa học khác, cái này có nha. Và thì nhà có những người lấy cả tài khoản của em kêu là đánh quỹ, nhưng mà thực ra đấy là tài khoản của em. Và mọi người xem nhỉ, có một số trường hợp nó sẽ sâu cho mọi người thấy một thứ ở trên thị trường này là nhỉ, sâu cho mọi người cái mặt mà account story này. Mà nó không sâu cho mọi người này, khi mà em coi bất kỳ một cái tài khoản nào đi chăng nữa thì em luôn luôn phải coi mặt này và mặt này. Mặt này là gì nhỉ? Để coi xem nó còn có vướng lệnh ở trên thị trường hay là không. Có đúng không ạ? Nếu mà gì nhỉ? Có nhiều người sâu cho mọi người thấy nhé. Tài khoản live nhưng mà nó chỉ bật cho mọi người coi có đúng tài khoản này thôi này. Này. Đây nó chỉ sâu cho mọi người một cái vùng thời gian nào đó thôi. Là gì nhỉ? Để gì nhỉ? Nó sẽ bật lên cho mọi người có cái vùng nào, cái phần này, customer này. Thì nó cho mọi người thấy cái vùng nào nó có lời thì nó bật lên được không? Khi mà em coi bất kỳ một hit lịch sử giao dịch nào đó trên thị trường này thì điều đầu tiên đến là gì nhỉ? Là em phải mở toàn bộ cái hit này lên. Cái nền của cái... Thế nên là nhà rất là nhiều người đi đến trực tiếp ở đây ngồi mà sâu tài khoản với em ấy, trong điện thoại cùng với em mà sâu tài khoản ấy. Thì nhà khi mà sâu lên cầm cái tài khoản này mà đưa cho em vào trên điện thoại này, em khẳng định mọi người 100% lên một.
em không tin. Bởi vì tại sao không? Không tin anh em mở ra mà coi. Hôm nọ cũng có mấy người đến đây sâu tài khoản cho em, mà em để cho coi. Mà em sâu này xong rồi, em để cho coi mà họ cầm điện thoại mà bây giờ demo hay là live, tay của họ dùng trước mặt rất nhiều học viên của em, đưa xong rồi dùng lại luôn. Vậy thì anh có kinh nghiệm trong thị trường này, với người như vậy anh có dám đóng tiền không? Cái này là do mình dùng không? Anh theo dõi em lâu chưa? Lâu rồi đúng không? Có phải là nhỉ? Có phải điều đầu tiên mới đầu là anh không nghĩ rằng em làm được, xong dần dần những cái đấy nó cứ thôi thúc anh không? Và gì nhỉ? Những cái mà em live stream lên trực tiếp và bắt đầu anh là người trong nghề rồi, bắt đầu dần dần anh mới thấy rõ cái giá trị này, chứ không phải là khơi khơi anh em quyết định. Và gì nhỉ? Em luôn luôn này, em để vào đây khoảng tháng thứ 1970 đến 2018 em fix ở đây là all this này. Em phải coi được tổng tiền nào bao nhiêu, tổng này bao nhiêu. Khi mà gì nhỉ? Một cái tài khoản giao dịch ở trên thị trường ấy, em đánh giá không phải là gì nhỉ? Và điểm vào lệnh này của họ là như thế nào? Em chỉ coi vào đúng hai thứ ở trên thị trường này, ở trên chính tài khoản của họ. Thứ nhất là gì nhỉ? Cái size này và cái volume này. Cái volume này mà đều thì có nghĩa là nhỉ? Nói lên nhỉ? Tâm lý của người giao dịch đều đúng không ạ? Chứ không phải là nhỉ? Lúc anh em mình to, lúc anh em mình nhỏ. Và gì nhỉ? Các nhà đầu tư chết ở trên thị trường này có phải là chính ở một thứ do lúc bình thường anh em đánh là anh em đánh nhỏ xíu, nhưng lúc bắt đầu tài khoản lên anh em vặn cho cố lên không? Có đúng không? Chính vì thế mà anh em chết ở trên thị trường này. Và anh em thấy này, đó. Em đánh tùy theo nhá, tùy theo đoạn tài khoản em. Đó, em rút hết này. Và gì nhỉ? Em nếu mà mọi người đọc hết những cái bài viết ở phía trước của em chia sẻ khoảng 1.5 năm trước thì sẽ hiểu là lý do tại sao em đánh thì em phải xuống toàn bộ tài khoản này. Thì trong hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người rõ này. Và gì nhỉ? Đầu tiên em coi một cái tài khoản giao dịch thì em phải coi gì? Cái người thầy đứng ra giao dịch không thể nào giao dịch 0.01 hoặc 0.05 hoặc 0.1. Cái người đấy mà giao dịch 0.1, anh đã có lần đánh, em đảm bảo anh phải đánh hơn 0.1. Anh cũng thế. Vậy thì cái người mà gì nhỉ? Thứ nhất tài khoản nhỏ hơn anh thì có phải là tài sản nhỏ hơn các anh không? Thứ hai nhỉ, cái volume này đánh còn nhỏ hơn anh, vậy thì cái người đấy ra ngoài chia sẻ cho anh, liệu anh có tin để mà anh giao toàn bộ tài sản của nhà anh cho người ta quyết định không? Em chỉ tin là trên thị trường này thằng đó phải giàu hơn em là điều thứ nhất, và thằng đó thì phải giỏi hơn em, và điều thứ ba thằng đó phải chứng minh giá trị về năng lực, đúng không ạ? Giống như anh chị em mình yêu ai chăng nữa, bây giờ em chỉ hỏi chị Hà, cái người bạn đời của chị cóc yêu chị thì chị dám theo không? Vậy thì nhỉ, cái thằng mà gì nhỉ, nó đã chia sẻ cho mình mà nó còn đánh cái khối lượng nó nhỏ hơn mình, tài khoản nó nhỏ hơn mình có dám giao tài khoản của mình cho nó không? Không, có đúng không ạ? Em chỉ tin khi mà thằng thầy nó đánh tài khoản lớn gấp 10 lần em. Và gì nhỉ, cái khối lượng giao dịch này nó phải đánh gấp 10 lần em mấy em mới có mấy thể đánh được 1/10. Bây giờ nó đánh có 0.1 thì có phải cả đời em đánh demo không? Có đúng không ạ? Cái khối lượng giao dịch này nó mới là nói lên được toàn bộ vấn đề tâm lý của người giao dịch trên thị trường. Đó. Và mọi người sẽ thấy là nhờ, tại sao những lúc em đánh 5 lót và tại sao những lúc em đánh 2 lót, thì đây là nhờ trong thời gian tới em sẽ chia sẻ với mọi người. Thứ nhất là em phải coi cái volume. Thứ hai là em phải coi về cái giá trị nạp và các tổng vận vận. Có phải là điều mà anh chị em thấy rõ không ạ? Tại sao phải coi tài khoản nạp vào bao nhiêu và tổng lợi nhuận bao nhiêu? Nhưng em chỉ hỏi này, tài khoản 100 đô khác giá trị của 1.000 đô không? 1.000 đô khác giá trị của 10.000 đúng không ạ? 10.000 đô phải khác giá trị của 100.000. Vậy thì 30% của 100 đô khác 30% của 1.000 đô không? 30% của 1.000 đô khác hẳn 30% của 10.000 đô không? Không thể nào mà lấy một cái tài khoản mà đánh có 0.05 hoặc 0.1 mà đòi một tháng kiếm được ra 30% trên 10.000 đô được. Bởi vì khi mà đánh quỹ, em nói hẳn không có ai quỹ nào cho anh chị em đánh dưới một lót đâu. Tài khoản 5.000 đến 10.000 nó đã bắt anh chị em đánh một lót rồi, là tối đa. Tại sao em biết được điều này thì anh chị cũng biết rõ là em đã cho anh chị coi những cái tài khoản em chơi cho những hội đấy như thế nào rồi. Và đều phải qua các cái quá trình tập hết. Và thì nhà nó phải test không?
chứ không phải là khơi khơi ra mà gì nhỉ, nó giao cho anh chị một cái tài khoản 53.000, rồi một thằng tự nhận là chuyên gia forex, rồi một người tự nhận là nhà đầu tư cho quỹ dám nhận một cái tài khoản chỉ có 100 đô hay 500 đô thì liệu anh có nhận không? Em nói thật, chẳng ai buồn là nhận. Em nhận 500 đô đấy về, tao ăn chia mày 30% trong 500 đô đấy, anh có đủ sống không? Em nói thật, nếu mà em nhận á, em phải nhận hàng đống tiền. Cô Thảo với cả anh em ngồi đây học với em này, người ta còn dám, có phải không nào, có một chị giao cho em 100 cái đồng vàng ở đây này, để đánh ủy thác này, em mà không buồn nhận. Bởi vì bản thân gì nhỉ, mình kiếm được rồi thì mình cần quá nhận cho ai. Có đúng là nếu mà em nhận thêm 100 lượng vàng đấy mà gì nhỉ, tài sản của em mà hàng tháng của em kiếm nhiều hơn đó thì em sẽ ăn tiền với họ. Nhưng hiện giờ năng lực của em nó vẫn chỉ giới hạn một tháng, em chỉ kiếm được từng đó tiền. Thì em có nhận lên tự dưng em lại chia cái phần tiền của em cho họ, có đúng không? Em không làm. Đó, em chia sẻ. Đầu tiên khi mà nhìn thì mọi người phải nhìn ở phía này, all his nha, lịch sử giao dịch. Và thứ hai là phải qua cái phần đền nhà, mọi người phải qua cái phần trade này. Qua cái phần trade này để đánh giá xem lệnh nó còn hay là không còn trên thị trường. Thường thì nhà bọn nó sẽ cho mọi người coi phần này này. Và khi mọi người chuẩn bị tắt con này, hầu như nó sẽ tắt máy đi hết. Có nhiều thằng ở trên thị trường này có giới thiệu mọi người như vậy. Và mọi người lầm tưởng là gì nhỉ? Họ trade được, có đúng không ạ? Đó, mọi người phải xem cả phần này. Cả phần này nhá. Rồi, mọi người phải xem cả phần này kìa. Không có hướng lại, rút hết tiền chứ. Có nhiều tài khoản em đã đi coi và em lén mở ra đây. Xin lỗi, chỗ này cháy bỏ lề đó đấy. Xong rồi nó hẹp lại hết. Xong rồi nó sâu cho mọi người, cứ cái hít nó sâu ra. Hàng ngày nó bơm tiền mà, để nó nuôi cái tài khoản này cho đẹp. Và rất là nhiều người trên thị trường này đến gặp em và thì nhà phản ứng hồ cho em như thế này. Đó, khi mà mọi người coi cái thầy á, coi đến đi test bất kỳ, nhưng mọi người phải nhớ nhà thầy dạy forex hoặc những ai tư vấn chiến lược cho mọi người, thì điều đầu tiên đến nhà mọi người muốn giao cho họ 1.000 đô hoặc là muốn tin tưởng học của họ, thì họ phải chứng minh bằng giá trị năng lực tài khoản của họ ở trên thị trường này, có đúng không ạ? Chứ không thể nào thì nhà mọi người cứ thế mà nghe họ chia sẻ trong chủ ba cũng thì. Và mọi người thấy không? Không tin ấy, mọi người thử chụp hình cái này hốt lên, tất cả các cuộc khác nó sẽ ok mọi người hết. Nhưng khi mà mọi người chụp bằng tài khoản live hoặc là quay bằng tài khoản live để lên thị trường thì mọi người sẽ bị một thứ nhỉ? Các diễn đàn có lẽ khác mà hắt hủi mọi người. Chỉ đơn giản mọi người không giống họ. Em không có gì nhỉ? Em thì tính của em thì nó rất là thẳng. Nên là em, mày thích thì thích, mày không thích thì thôi. Vì tiền tao kiếm được ở trên thị trường này là tiền của tao. Còn tôi thì nhỉ, tao nó không thích chụp này để chụp của tao. Và thông tin mọi người thử xem, nếu mà nó có sâu được quick round root này, thứ nhất là sẽ có mấy trường hợp này. Thứ nhất là Photoshop, thứ hai là gì nhỉ, Photoshop trên tài khoản demo này. Thứ hai nữa là gì nhỉ, tài khoản này không phải tài khoản của nó, tài khoản của khách hàng. Bởi vì nó làm IB, nó có bắt xem không? Có chứ. Bởi vì thực tế trên thị trường nó sẽ có một thứ trên này. Khi mọi người vào đây này, đây cái bắt xem này để mọi người có thể đổ. Bởi vì IB ấy, nó sẽ được khi mà thì nhà nó mở tài khoản cho khách hàng xong thì nó sẽ được một cái để nó sẽ có bắt xem ở chính tài khoản của khách hàng của nó. Và như vậy thì nhà tất cả tại sao nó vẫn có tài khoản nó đưa lên, bởi vì nó sẽ lấy tài khoản của chính những cái người mà thì nhà nó đang mở tài khoản, cái nào lời nó sâu lên hoặc là nhà nó chụp này nó xóa lại đi để tránh vấn đề nhỉ. Cái người chủ tài khoản ra phát hiện ra nó. Mọi người thấy nhiều máy chưa? Rất nhiều máy lớn ở trên cái thị trường forex này. Em không tin vào hình chủ, em không tin vào những cái bịt này, em chỉ tin vào khi mà nó open hết ra thôi. Đó. Thì khi mà mọi người phải xác định về nhà tài khoản giao dịch của thầy phải nhà 1 năm trở lên. Bởi vì tại sao 1 năm trở lên thì mọi người sẽ thấy nhà giống như một người học trò của em ấy, ở trên thị trường này là tí này, mới đầu ra thị trường nó rất là nhát. Bạn của cũng Thảo này, mới đầu nó ra thị trường nó rất là nhát. Em bảo nó ra mày cứ thử, mày rủ mọi người sổ tài khoản xem sổ. Nó bảo thử, không biết nó đánh cho vỡ mặt. Thì đó, em mới bảo mày thử đi. Cuối cùng nó suốt 1 tháng liền nó ra nó thử, không có ai nó sổ tài khoản.
mà về sau chỉ có một thằng dám sô tài khoản, dám rủ nó sô này, vác một cái tài khoản 100 đô ra lại ăn có bao nhiêu, có 0,5 cent mà dám rủ người ta sô tài khoản đó. Như vậy vấn đề ở chỗ là nhà xong nó mới phản hồi với em là nó bảo là tại sao ở trên thị trường này có đánh một tháng mà không có được một cái hit đẹp, vậy thì đi ra ngoài chia sẻ và tư vấn anh đi làm cái gì đó, mọi người hiểu rõ giá trị tại làm sao mà gì nhờ trên thị trường này 95% chết chưa, chỉ đơn giản rằng để nhận rất là nhiều người thầy ra đi chia sẻ về phương pháp, về kiến thức của họ ở trên thị trường này là những cái phương pháp và kiến thức không có áp dụng được vào thực tế. Đối với em chỉ có một thứ ở trên thị trường đầu tư duy nhất để cho em tin tưởng, đó là nhà phải có giá trị bằng thực tiễn. Thực tiễn là nhà phải đem được giá trị tài sản về, đúng không ạ? Chứ không phải là thực tiễn mà gì nhà bằng lời nói. Thì nhà ở bất kỳ một cái phương pháp nào kia chia sẻ kinh nghiệm nào, em nói hẳn phương pháp lên Google nhiều không ạ? Em nói hẳn rất là nhiều. Nhưng mà gì nhà anh chị em không tin lên Google á, em đảm bảo học đi ở trong các trang rất là nhiều không ạ? Về đánh ăn được em mới sợ. Rồi chia sẻ kinh nghiệm, mà kinh nghiệm của một người người ta làm ra tiền khác hẳn một người chỉ có chết ở trên thị trường này. Vậy thì mọi người chọn cái kinh nghiệm chết chóc ở trên thị trường hay mọi người chọn một cái kinh nghiệm để tạo ra giá trị cho bản thân mọi người, hoàn toàn khác nhau. Trong cái giá trị đấy kiếm được ở trên thị trường nó khác hẳn, nó lại có phân ra như này. Giữa một người chỉ kiếm được 1 đô trên thị trường khác hẳn một người kiếm được 100 đô không? Giữa một người chỉ kiếm 100 đô khác hẳn một người kiếm hàng ngàn đô một tháng không? Và gì nhỉ? Người kiếm hàng ngàn đô một tháng khác hẳn một người trong một năm kiếm được hàng trăm ngàn đô. Khác không ạ? Thế nên chúng ta phải xác định rõ các giá trị này là gì nhỉ? Chứ không phải là chúng ta lập luận, bọn nó chỉ đưa ra cho mọi người những cái bọn đi dạy ấy, nó chỉ đưa ra cho mọi người một thứ giá trị duy nhất thôi nhỉ, là giá trị 30% ở những tài khoản mini thôi. Để mà chơi được ở trên thị trường này, tài khoản 1.000 đô có nói lên được vấn đề gì không? Không nói lên được vấn đề gì. Tài khoản 1.000 đô ở những sàn mà em mở uy tín ấy, sàn IC này đánh, đây vẫn chỉ là một sàn, vẫn là nhà spread nó vẫn còn cao nhé. Còn những sàn spread còn thấp nữa, hầu như bằng không, nó chỉ ăn tiền con thôi. Tài khoản mini tối thiểu 250.000 đô. Vậy thì cuộc chơi này nó dành cho cái gì? Những cái chỗ đấy nó cần gì nhỉ? Nó cần số lượng người vào chơi lớn và những cái thanh khoản phải lớn. Người ta mở 250.000 đô ra đánh một lọ sống bằng cái gì? Có đúng không bạn? Nhưng mà gì nhỉ? 250.000 đô những cái người mà mở tài khoản mini như vậy họ đánh lót nhiều không? Tại sao mà gì em vẫn dặn cả mọi người là em không có làm IB của sàn, sàn nào hết? Bởi vì sàn này nếu mà em làm IB em được có 1 đô, mà em khuyên anh em phải đi từ tài khoản nhỏ đi lên. Vậy thì đến bao giờ em kiếm được 1.000 đô từ khi mà em làm IB, vậy thì em có muốn làm không? Đó. Em làm cái gì trong này và mọi người thấy rõ này. Stress này thấp không? Vàng đấy nha, vàng cái này siêu thấp không? Đó, và tại sao trong các khóa học thì các thầy á, hướng mọi người học xong rồi nhà khuyên mọi người phải mở tài khoản ra, mở tài khoản 50 đô để tập đánh, 50 đô vào á, có thể thời gian đầu mọi người ăn, nhưng về sau chết, xong bắt đầu phải tương tác phải tài khoản, phải tối thiểu 1.000 đô, có đúng không ạ? Bởi vì á, khi mà mở tài khoản khác thì các ông sẽ đá ra là nhà mở này, thầy không hỗ trợ được chiến lược đủ thứ kiểu, rất là nhiều vấn đề. Chỉ đơn giản một thứ nhỉ, anh em mỗi người mở tài khoản 1.000 đô này, ở những cái sàn đấy một lót giao dịch thôi các ông bình quân được 35 đô cho đến 50 đô. Vậy thì giờ một ngày anh đánh một lót, đây anh đánh một lót, đây mỗi người 2, 4, 6, 8, 10, mỗi ngày được 450 đô, nhiều tiền không? Đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và thì có phải là họ ngoài cái tiền học ra, có phải là cái tiền ở phía đằng sau đấy cho mọi người nhiều không? Là gì nhà họ còn thuốc mọi người mở tài khoản để họ ăn tiền vượt vấn đề này. Chính vì thế nhỉ, em chỉ khuyên thật trong bước đầu của mọi người, trong thời gian ra ngoài nghe tư vấn chiến lược của ai hoặc là đánh giá thầy dạy của ai, thì phải coi được lịch sử giao dịch của họ, và những lịch sử này phải người thầy phải đánh từ những khối lượng từ 10 lot trở lên nhỉ, chứ không phải đánh
0.5. 0.5 em nói thật với anh chị trong này là gà đánh. Gà đánh chứ không phải là rồ đánh đâu. Cái đấy là em nói hẳn. Đánh lót thôi là chỉ là những newbie trong thị trường này. Không tin mọi người đi ra ngoài, tại sao mà gì nhỉ? Mọi người thấy em vẫn phải miệt mài, em đi tìm những người giỏi cho xem em học. Bởi vì vấn đề nhỉ, bây giờ em không phải là học về phương pháp nữa, mà bây giờ em học về cách mà gì nhỉ, để rít lại nhiều tiền hơn về thị trường. Và tại sao có những người biết trade rồi đến học em mà em không dám dạy? Bởi vì họ biết trade rồi, đến học em có nghĩa là phải hại họ. Bởi vì mỗi con người sẽ có một phương pháp phù hợp khác nhau trên thị trường này. Có đúng không ạ? Anh biết chơi rồi thì đó chính là giá trị của bản thân anh đang kiếm được ra tiền trên thị trường này, chứ anh không cần phải đi học thêm một bất kỳ một kiến thức nào khác ở trên thị trường này. Và cái mà anh cần chỉ là ngồi trao đổi làm sao anh open ra để anh có thể anh kiếm được vận vận nhiều hơn thôi. Tất cả mọi phương pháp khác anh thu nhập vào chỉ để phối hợp với cả những gì kiến thức của anh đã tạo ra giá trị cho anh thôi. Có đúng không? Chứ không phải là anh đưa này tất cả anh hổ lỗ anh đưa về cuối cùng anh có làm được ra cái gì đâu. Giống như chè Thái ăn riêng ngon không ạ? Chè đậu xanh ăn riêng ngon không ạ? Đúng không? Chè đậu bắp ăn riêng ngon không ạ? Không tin mọi người đến quán chè đấy, mọi người trộn hết lại ngồi ăn thử xem ngon. Cuối cùng ra được cái vị gì? Và tất cả những người mà trader giỏi trên thị trường này em nói thẳng với anh thì không có ai đánh N cộng 1 thật. Ngay cả thằng thầy cũng thế. Tất cả chỉ có chuyên một thứ cho đến hai thứ thôi. Bây giờ em chỉ hỏi chị em những ai có người yêu hoặc có vợ rồi em chỉ hỏi một hoặc là chồng thôi. Bây giờ có đến N cộng 1 combo thì có hiểu được thứ nào không? Làm sao mà hiểu được? Có đúng không ạ? Nếu mà có N cộng 1 combo mình không hiểu thì mình có 1001 combo mình sẽ hiểu hết rồi. Có đúng không ạ? Đó, em hẳn chỉ có một. Mình hiểu được một vấn đề thì có nghĩa là sau này mình mới hiểu được ra nhiều vấn đề. Ở trên thị trường này ngày xưa chỉ đánh một vàng, nhưng dần dần đến bây giờ mà anh chị em thấy những cái lịch sử mà em đánh correct không ạ? Chuẩn không ạ? Rồi tại sao nó lại như vậy? Bởi vì vấn đề nhỉ, do trên thị trường này em đã tập và em quen, em hiểu rõ các cái giá trị đấy trên thị trường rồi đó. Và mọi người nên nhớ là nhỉ, khi mà học xong ở bất kỳ chỗ nào đi chăng nữa phải có thời gian từ 3 cho đến 6 tháng để thấy thầy mình vận dụng cái đấy vào thị trường. Khi mà thấy được thầy mình vận dụng cái phương pháp để vào thị trường thì lúc đấy nó mới có giá trị về thực tiễn, đúng không ạ? Chứ học xong mới được có 2-3 ngày kêu ra mở tài khoản. Mở thế thì anh chị em hiểu cái chó thì về và vận dụng vào thị trường thật. Có đúng không ạ? Và phải thấy rõ nhờ thầy mình giao dịch, mang được giá trị lợi nhuận về. Chứ bây giờ gặp nó cứ đưa này, xong rồi kêu thầy đưa này ra, xong rồi thầy giấu mẹ đi, thầy bảo không, cái này nhạy cảm, cho xui. Thì trong suốt 3 năm qua em sâu tài khoản lên website này, em có xui không? Em live stream em có xui không? Nó kêu cho xui rồi nhạy cảm đủ các thứ kiểu, em nói hẳn cả anh chị, chỉ có đúng một thứ là tài khoản này tài khoản demo thì làm sao mà dám cho coi được. Có đúng không? Rồi hoặc không thì nhỉ, đến thứ bảy hoặc là chủ nhật thị trường nó off, xong rồi nó vẽ bà này ra, xong nó bảo tại sao nó không sell đây. Có đúng không ạ? Xong rồi đi hội thảo các thứ, bọn tại sao bọn nó hay dạy vào thứ bảy chủ nhật, hay là bọn nó hay này nhỉ, chia sẻ vào thứ bảy chủ nhật, bởi vì vấn đề nó toàn nói về những cái nó đã rồi. Có đúng không? Ở đây mày quyết định cho tao mày ăn hay là thua. Đã có người nói với em ở chỗ này vẽ này xong rồi em lại bảo đấy tài khoản tôi 5.000 này, anh đánh đi, thua tôi chịu. Em mà chơi đòn này mà thua lỗ 5.000 thì tôi chịu. Một tuần tới đánh nguyên cho tôi khúc này, xin lỗi cầm tài khoản em không dám win. Đó, em bảo là tối thiểu một lệnh vào thị trường là 5 lót cho em, 5.000 mà vào 5 lót nó rung xóm đáy ra không ạ? À? Nhưng mà 5.000 cho nó thả 0.1, nó không dám thả. Nhưng mà 5.000 mà nó đánh 5 lót có phải là nó rung chưa? Có thầy ra ngoài đi chia sẻ thì em chém được kiểu này. Đó, bởi vì cái nó quyết định ở cái hiện tại này nó mới trả về cho mình cái giá trị ở đây, chứ không phải là nhờ cái ở quá khứ này, đúng đúng chưa ạ?
cái quá khứ này anh nói được không, bé này nói được không, tất cả đây đều có thể nói được, có đúng không ạ? Đó, thế nên thì nhờ em không có tin vào cái mà những con người vẽ về quá khứ này xong rồi tuyên bố hùng hồn. Bây giờ anh lấy tài khoản anh đánh thử cho tôi coi. Anh làm được rồi, anh có thoải mái về chia sẻ chứng minh của anh không? Anh dư sao? Anh cũng thế. Anh tự tin mà anh open ra. Còn mình không làm được rồi, ở trên thị trường này có đơn giản một thứ nhỉ. Hầu như trên thị trường này, cái người mà lúc mà ăn á, sâu ra được tí xíu ăn này này, cái lúc mà chết ấy, hỏi có ăn được không, toàn lờ đi, không nghĩ là chết rồi, hoặc nói lý nhí lại có phải chết rồi không. Nhưng mà cái người ăn được thật, họ rất là thoải mái, sâu cả thắng cả thua. Tài khoản này em cũng sâu cả thắng cả thua này, em đâu có ngại. Đúng không? Nhưng mà vẫn ăn lại không? Đúng ạ. Trên khi mà ra ngoài coi giao dịch á, mọi người nhớ test thầy là phải test coi full tài khoản, coi xem tài khoản live hay là demo. Rồi coi cái kế tiếp là phần trader này, xem nó còn vướng hay là không. Rồi coi tiếp cho em là cái khối lượng này để phản ánh về vấn đề tâm lý giao dịch của họ. Rồi coi tổng gì nhỉ, tổng deposit cả vấn đề lận vận của họ là bao nhiêu. Đó đúng ạ. Bây giờ em nói hẳn, một khóa học ở trên thị trường bây giờ tầm cũng phải tầm 25 triệu cho đến 30 triệu. Nhưng mà họ chỉ chia sẻ cho mọi người cái tầm nhìn. Chỉ có thể nhà đi cà phê, cả dĩa cơm 5 đô, 10 đô để bỏ ra 1.000 đô họ mắc không ạ? Không biết ạ. Bởi vì mọi người chỉ nhìn thấy được cái bài toán min ở trên thị trường đó là nhà lợi nhuận thôi. Em cứ cho là nhà một lần đánh 50 đô, 10 lần đánh 500 đô đúng không? 30 lần đánh là 1.500 đô đúng không? Nhưng mà liệu anh em có ăn đủ 1.500 đô chưa? Chưa đúng không? Chính vì thế là mọi người phải đi coi lại. Bởi vì anh em mình học nghề này không phải là học về dĩa cơm hay là đi cà phê, mà anh em cũng không phải học về gì nhỉ, 5 đô hay 10 đô hay 50 đô, mà anh em phải học về giá trị của đầu tư trên thị trường. Trước tiên là trên thị trường, cái người thầy phải open cho mình được một thứ đó nhỉ, cái những cái tầm nhìn ở trên thị trường về đầu tư, về cách quản trị vốn, rồi cách sử dụng vốn và cách sử dụng các cơ hội khác nhau. Cùng một cái thời gian mà mình quyết định, tất cả năm anh em ở đây, gần 10 anh em ở đây, anh quyết định 0.01, anh quyết định 0.1, anh quyết định 1 lot, anh quyết định 5 lot, 10 lot, 20 lot, kia 50 lot, 100 lot, có phải đều một thời điểm quyết định như nhau không? Có phải người nào trả giá nhiều, người đó đem được giá trị lợi nhuận để cao hơn, thì đồng nghĩa với việc vấn đề nhỉ, giá trị rủi ro lớn hơn. Chứ không thể nào nói gì nhỉ, cái thằng chỉ có tầm nhìn chỉ có 0.1 đi so và thằng tầm nhìn trên một lót được, và thằng tài khoản thì có 100 đô đem đi ngồi so kè cả thằng tài khoản 1-2.000 đô, và thằng 1-2.000 đô làm sao so được cả thằng 10.000 hay 20.000, mà thằng 10.000 hay 20.000 so được thằng tài khoản 1 triệu không? Giá trị trả giá của nó khác nhau mà, hoàn toàn khác nhau trên thị trường này. Mọi người nhớ kỹ cho em cái này nhé. Học ở đâu, hoặc nghe tư vấn chiến lược ở đâu, hoặc là bất kỳ ai đấy quỹ các thứ, mọi người nên nhớ vào nhỉ, phải coi được lịch sử giao dịch và coi được gì nhỉ, tổng nạp, tổng rút là bao nhiêu, rồi khối lượng và bên trade còn vướng hay là không. Còn không coi được những vấn đề này tuyệt đối không được tin. Bởi vì mọi người nên nhớ nhỉ, có muốn đánh quỹ hay là không đánh quỹ đều phải có thời gian để mà thăm dò hết. Người ta không có phải khơi khơi ra người ta giao tiền cho anh chị đánh đâu. Người ta đều có các bước hết. Thứ nhất, anh chị phải chứng minh về tài khoản giao dịch của anh chị từ 6 tháng cho đến 1 năm. Sau khi mà chứng minh được rồi, anh chị phải đánh trên tài khoản để mua cho họ coi khoảng 3 tháng. Sau đó bắt đầu mới làm những tài khoản nhỏ khoảng 3 tháng đến 6 tháng, tài khoản chung, khoản lớn. Thấy rõ được điều đó, họ mới giao đến những tài khoản lớn cho mọi người. Vậy thì anh chị mà thì nhà không có định hình về những cái này mà ra mà đã xuống tiền học rồi, thấy nguy hiểm chưa? Không tin á, anh gì nhỉ, anh Duy sẽ thấy là ngày xưa anh mua robot đúng không? Anh thấy nó toàn sâu trên này cho mọi người ăn không? Thực ra robot nó sâu á, toàn sâu trên này là toàn tài khoản sen này, một cái tài khoản video là 2, hoặc là tài khoản demo là 3. Hoặc là có một số thằng thầy các nơi khác nó sẽ sâu cho mọi người tài khoản sen cả tài khoản video.
nhìn vào giá trị đấy có phải là nhỉ, gần gần giống tài 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 khoản like đấy không? Mà mọi người thấy nhá, tài khoản xem thì chỗ này nó sẽ để xem này, tài khoản hero chỗ này để hero này, nhớ nha. Và hai nữa ở chỗ này nó sẽ để này, chỗ góc này sẽ để này. Và nữa là gì, những cái lệnh giao dịch ở những cái cặp, các cái cặp này chỗ này nó sẽ để này, send hoặc hero. Mọi người nhớ kỹ cho em cái này, bởi vì những tài khoản send hoặc hero đấy, mọi người em đã có những bài viết để chia sẻ rồi, có trong thời gian qua lại có một bố trên thị trường này sâu tài khoản send hero ra, thì cái bố đấy thì tại sao mà em biết, thì sau này thì có học viên bên đấy qua họ phản ảnh em mới biết, họ đưa cái tài khoản ra thì em mới biết, thì em mới viết cái bài phân tích về đấy, thì lão ấy có gỡ hết toàn bộ tài khoản này xuống đây xuống. Mọi người nên nhớ là nhỉ, 10 đô ở bên tài khoản send ấy nó bằng đến cả 100 đô đúng không? 1.000 đúng không? 10 đô bên đấy là bằng 1.000 đô đúng không? 1.000 đô bằng tài khoản, 10 đô tài khoản like thật này này bằng 1.000 đô tài khoản xem. Và nó nạp vào 100 đô thì có phải bằng 10.000 đô không? Thôi nó uýnh toàn 20 lot chúng ta, nó uýnh có 0.2. Mọi người thấy khốn nạn chưa? Nó ăn, nó đề là nó rút 700 đô về ăn Tết. Mà em nhìn thấy mẹ có 7 đô về ăn Tết, mà 7 đô chắc là nó mua muối với cả ớt về nó ngồi cả nhà nó ăn à. Đó, mọi người nên nhớ cái giá trị đó. Đây, em cho mọi người coi. Chính cái hội này học viên qua này, thầy thì toàn xui, học viên là đánh hẹp. Học viên bên này qua phản ảnh anh em cực kỳ nhiều. Cứ sai lệch cái là cho hẹp và sử dụng robot rồi đánh hẹp. Đó, em, những cái chỗ nào mà em chỉ là xoa xui lên cháy, rũi rồi rũi. Người nào mất nhẹ bên này cũng khoảng tầm từ 5 cho đến 7 nghìn. Còn người mất nặng bên này khoảng tầm 15 đến 20 nghìn thôi. Đó. Và không bao giờ cho mọi người coi cái tài khoản thật. Đây em cho mọi người thấy rõ giá trị này. Đó, có phải ngày xưa anh Duy đi nó giờ này anh thấy đâu thấy mới ham luôn. Chết là chết ở chỗ này này. Hầu như bọn nó sâu toàn demo hoặc là xem hoặc micro. Nhưng mà khi mà đưa vào tài khoản thật nó có điều chỉnh hết. Anh chị em nên nhớ là sử dụng bất kỳ cái gì ra ở trên NT4 này, sàn biết không? Sàn biết sạch bách hết. Còn khi mà em đánh, hầu như em đánh trống hết. Em phải thuê cả máy chủ khác để mà nó copy lệnh của em, nên nó không biết phải đánh kiểu phương pháp gì. Chơi ở trên thị trường này là sự không công bằng khi bản thân mình hiểu rõ giá trị của nó. Và đến bây giờ em vào trong nghề này rất là lâu, thì khoảng từ 2014 đến giờ thì cũng khoảng một thời gian rất là lâu rồi, thì em hiểu rõ như thế này chỉ có khoảng 1.5 tháng khi mày vào, bởi vì cái con người này này nó đã đồn em là lừa đảo. Hội này bị em phá 3-4 lần đó. Học viên bên này qua phản ánh như này trước mặt em này, là em bị khuyên là không nhận ra em bảo nghỉ. Đó, lương chỉ có 8 triệu nhưng mà gì nhỉ, dám đi huy động vốn đến 15.000 đô để mở ở đây cho thầy anh. Mọi người thấy và mọi người chỉ nhìn thấy giá trị màu hồng khác hẳn nhìn thấy giá trị đen chưa? Muốn làm được ở trên thị trường chúng ta phải cân bằng như thế này này, nhìn thấy những giá trị tốt thì phải có giá trị xấu đi kèm đúng không, thì chúng ta mới kiềm hãm được cái lòng tham của bản thân mình. Kinh nghiệm ở trên thị trường, phương pháp trên thị trường chỉ đúng khi mà cái người trader đấy ở trên thị trường họ áp dụng được đúng vào thực tế và đem được giá trị thế thì đó mới là đúng, có đúng không ạ? Còn không thì xin lỗi anh chị, sai hoàn toàn. Đó anh chị thấy. Em cho anh chị coi được. Tại sao biết em biết rất là nhiều các thứ học viện các nơi khác đến cho em nhìn thấy. Đó, em cũng mong muốn rằng thì sau này anh chị em đi ở trên thị trường sẽ thấy rõ được các giá trị này trên thị trường.
và gì nhỉ, sau này ra gặp bất kỳ ai về tư vấn chiến lược các thứ thì nhỉ, cứ hỏi coi lịch sử cho em đảm bảo mọi người chạy hết. Hàng ngày bọn nó gọi điện đến cho em rất là nhiều các sàn, nó kêu cần đâu nó tư vấn cho các thứ, em chỉ hỏi câu rồi giờ em đánh được không? Đánh được, anh em mình trao đổi qua chạy mất dép hết đó. Có xong rồi, có đứa em còn năn nỉ thôi, bây giờ mày tạo tài khoản demo mày đánh cho tao trong vòng 3 tháng xin lỗi, cũng xách tài khoản demo ra đánh xin lỗi chưa được 3 ngày cái cháy hết bài rồi, xong rồi lặn luôn. Nó demo nó còn không đánh được là tại sao anh em mình tin anh em đấy. Và mọi người hiểu đến bây giờ nhỉ, tại làm sao trên thị trường này học 2 ngày ra kiếm tiền hoặc kiếm tiền tại lớp rồi ạ. Là gì nhỉ, bí quyết gì siêu nếm cái con mẹ thì em nhiều quá em cũng không biết, cuối cùng chết nhiều rồi. Em thật đã là đánh quỹ ở cho các quỹ rồi, có dám ra ngoài ngoài mà chia sẻ, có quỹ nào cho ra ngoài chia sẻ? Em nói hẳn chẳng có quỹ nào hết. Ví dụ như anh đang đánh cho bên ngân hàng, anh đang chơi cái cho ngân hàng rồi, anh thử ra ngoài con nó bắt nó phạt phải tờ cho bỏ vú, chứ đừng có nói mà ra ngoài lông nha lông chồng có đúng không ạ? Bởi vì tao trả lương cho mày mà, có đúng không? Và mày chơi đấy, mày có hoa hồng không? Và bây giờ tao trả lương cho mày 1.000 đô chẳng hạn, mỗi một tháng mày chỉ chơi về thì mang cho tao được con lợi có 500 đô mà tao trả cho mày 1.000 đô à? Thấy có phải phi lý không? Bọn nó chỉ bám vào cái là chúng nó là chuyên gia thôi, nên chẳng có chuyên gia, toàn chủ phòng hết đó. Thế là em chia sẻ mọi người nha. Thì mọi người trên thị trường này, mọi người dán sao sau này biết chơi rồi mọi người sẽ thấy giống như em, chẳng tin được ai hết. Đừng có nhìn thấy một hai lệnh, cứ tập trung vào cho em. Muốn test thằng thầy nào ấy mọi người cứ bảo, đừng có một ngày nó có thể nó sâu trong mọi người cả một dàn cặp này, mấy thằng đấy thì đừng có tin. Và gì nhỉ, chỉ tin ở nó thì nhỉ, bây giờ hỏi nó cặp nào mày chuyên, nó sẽ nói một hai cặp. Bây giờ anh nói là hai cặp này anh chuyên đúng không anh? Anh cho tôi là hai cặp này luôn, một tuần hoặc một tháng xin lỗi chạy mất dép, có đúng không? Em nói hẳn test đúng đấy và xin lỗi anh là chạy mất điện luôn. Còn đâu một loạt cặp này, cặp nào ăn bắt đầu nó xoáy sâu vào đấy, cặp nào chết nó lở đi đúng không? Không tin á, bây giờ thằng thầy kia nó bảo chuyên Uzi hoặc EU, rồi bây giờ hai cái này mày đánh nguyên tàu kháng cho lên đi. Bây giờ khoán học mày 1.000 đúng không? Tao đóng cho mày thành 2.000 luôn được không? Anh em thích test lệnh của em trong một tháng liên tiếp xong rồi đóng cho em gấp đôi rồi em chuyển tiền lại. Em dám làm điều đó mà. Bởi vì vấn đề là nhờ, khi mà mình chơi được rồi, không như vậy em còn vào em đánh trước mặt luôn. Cho lệnh giữa cái cho lệnh và xúi lệnh hoàn toàn khác nhau. Trong hộ em không có vụ mà gì nhỉ, người cho lệnh mà không được đánh. Trong hộ em ai mà bốt tài khoản demo lên room chính ao hộ nha. Trong hộ em mà thì nhà ai mà cho lệnh mà không đánh hoặc cả đánh bằng demo là ao hộ này. Bởi như vậy là xúi lệnh. Anh em có phải nhìn vào đấy đánh giá là cho lệnh đúng, sử dụng tài khoản thật của mình vào là mất tiền thật á. Và khi mà xúi lệnh như vậy thì bản thân mình có trách nhiệm không? Không. Có đúng ạ? Và thì nhờ khi mà anh em đã bắt đầu cho lệnh rồi mà bắt đầu dám vào nữa rồi, dần dần anh em phải tự tin không? Chứ còn đâu bây giờ cứ vào cho hú ngoại rồi chúng mày đánh thế thì cả cái room này loạn này. Đúng không? Trong hộ em á, mọi người nào cho vào được cái này demo là nói demo ngay. Và thì nhờ nói hẳn là thì nhờ cái này like là nhìn rõ ngay. Đấy, hộ em có một thứ rồi nhờ. Em luôn luôn là em bốt chỗ đấy là em vào, là em bốt, em vào ngay. Đánh ở đây là em ngồi đánh trực tiếp hết. Đó. Trong tuần này thì mọi người sẽ ngồi chơi với em thì nhà tin Đông Pha, mọi người sẽ thấy thì nhà em khẳng định các vùng giá nó đến là đến đó. Thế là chia sẻ mọi người ấy. Và em nói hẳn phương pháp khó hay dễ không phải do em, học nhanh hay là học chậm không phải do em quyết định, có phải do toàn bộ tem này của anh em quyết định không? Một cái anh chị em chưa học xong rồi được rồi mà anh chị em đòi học qua cái mới, có phải những anh em đây ai cũng thích cái mới không? Nghĩ là cái mới có thể thay thế được cái cũ và đủ các thứ. Một cái chưa vận dụng được, vận dụng hai cái có vận dụng được không? Không đúng không? Đó.
Thế mọi người nhớ kỹ cho em này, phải đi từng bước một trên thị trường. Và học xong rồi thì mọi người phải có thời gian theo dõi em chơi trực tiếp. Nhớ kỹ nha. Chứ không được để học xong rồi mà lén lén ra mở tài khoản. Em khẳng định là đi vụ hết cả đám. Học xong rồi em yêu cầu một thứ là nhỉ, phải ngồi coi em chơi live. Em năn nỉ luôn. Thấy có khác hội khác không? Có khác hội bên chỗ anh chị học không? Có phải các chỗ mà anh chị học là hoàn toàn là không có vụ mà thầy năn nỉ học trò ra ngồi chơi live không? Em năn nỉ ngồi chơi live mời cả em luôn ở trên thị trường này. Thế nên mọi người nhớ kỹ là nhỉ, học xong rồi phải có quá trình ngồi để mà gì nhỉ, giao dịch live với em ở trên thị trường này. Bởi vì không giao dịch live ở trên thị trường này thì không thể nào hiểu được cách mà em vận dụng vào thực tiễn nó như thế nào đâu. Có đúng không anh? Chứ bây giờ thật sự sẽ lên mà vẽ, anh lên Google anh học vẽ được không? Rồi gì nhỉ, lên Google mở Fibo ra quýnh quýnh ầm như Fibo được không? Nhưng mà chết đòi máu đấy. Đó, mọi người nhớ nhá, học xong, trong cái quá trình học xong rồi thì mọi người phải ngồi chơi live với em và không có vụ mà học 2-3 ngày xong đâu. Em nói trước các bài phía sau rồi bắt đầu. Bài đầu tiên là thấy còn dễ không ạ, à, chị Hà? Dạ. Ừ, xong rồi học đến bài thứ hai phối hợp lại bắt đầu loạn chưa? Em khẳng định là loạn rồi đấy. Đó, thế nên mọi người cố gắng nhá. Dạ.